nghe xuân sang thấy trong lòng mình ứa gan. Tết đến nơi trong túi ta không 1.000. Tết đến rồi bao nhiêu là thứ phải mua, xong rồi lại còn phải lo cho cái thằng tóc xanh nữa. Cái thằng chỉ được cái ăn hại thôi, chẳng giúp được cái gì cả. Tóc xanh bốn mắt đâu rồi? Ra đây, mẹ phát quà Tết nào. Dạ. Nào, nhanh nhanh cái chân lên. Bốn mắt trước nha. Nào, 1, 2, 3, 4. Bốn mắt thì phải có 4 hộp kẹo đúng không? Này, thích chưa, thích chưa? Mẹ chúc bốn mắt năm mới hay ăn chóng lớn này, học hành đạt kết quả tốt nhá. Rồi năm sau mẹ lại tặng to hơn này. Bốn cái kẹo này á, mình ăn xuyên Tết. Thích quá. Còn tóc xanh à? Đây, tóc xanh thì phải ăn gói bim bim màu xanh đúng không? Thấy vậy tâm lý không? Này, gói bim bim xanh lét luôn, tóc xanh ạ. Năm mới, mẹ chúc tóc xanh nhá. Ăn nhiều, ngủ nhiều để lười làm việc nhà hơn. Xong rồi đi học, học giỏi vào để về nhà mà cãi mẹ nhá. Này, cầm lấy. Xong rồi đi vào trong đây. Ngày hôm sau. Con chào mẹ, anh chào em bốn mắt. Mẹ ơi, con sang ông, thế là ông thưởng quà Tết cho con là 2 cái kẹo này này. Ông bảo là kẹo này là có một chú đi nước ngoài, chú về chú cho, thế là ông tặng cho con. Nghe nói 2 cái kẹo này là 2 cái kẹo Big Spoon, cũng rất là ngon, ngon không kém gì kẹo Hubba Bubba luôn. Kẹo Big Spoon. Mẹ xin. Kẹo đấy của ông nó cho thì mình biết kiếm ở đâu? Đâu biết chỗ nào mà mua đâu. Bốn mắt ơi. Được rồi, mẹ sẽ tìm cho con. Mẹ nhớ nha. Lỡ làm nào mà kiếm cái kẹo đấy bây giờ chứ. Mẹ làm gì ở đây vậy ạ? Ra hết cả nãy. Sao tự nhiên mẹ lại đứng ở đây hả tóc xanh? Mẹ không thấy mẹ đang... Mẹ đang... Đang xem nhờ 2 cái hộp kẹo này của mày à? Để mẹ xem nó tên là gì để tí nữa mẹ đi mua cho em bốn mắt à? Sao mẹ lại biết là con cất ở đấy để lấy vậy ạ? Này nhá. Ăn nói cho cẩn thận nhá. Mẹ nào thèm lấy của mày?
cứ làm như là hai cái kẹo quý báu lắm ấy. Ta trả. Thôi bây giờ mình sẽ không cất giấu nữa, mình sẽ cất luôn vào trong người. Lúc nào mình cũng để ở trong người, như thế là sẽ không sợ bị mất. Tóc xanh. Hay là thế này nhá. Bây giờ mẹ không tìm mua được cái kẹo đấy, kẹo dở hơi thế cơ chứ. Cái kẹo dở hơi thế cơ chứ, tìm không ở đâu có. Thế nên là tóc xanh có kẹo Big Spoon thì mẹ xin đổi một cái xe đạp điện. Được không? Sao tự nhiên mẹ lại muốn đổi kẹo của mình để lấy những thứ có giá trị với các bạn? Theo các bạn thì mình có nên tin lời mẹ không? Hay là mình đổi nhở? Thôi, con chẳng đổi đâu ạ. Con thích kẹo hơn. Thế thì mẹ xin đổi. Mẹ xin đổi là đổi một bộ máy chơi game. Nhưng mà con không đổi đâu. Cũng không à? Thế thì bây giờ mẹ lại xin đổi. Mẹ xin đổi một cái Switch khổng lồ. Khổng lồ luôn nhá. Con không đổi đâu ạ. Không à? Lừa nó thế mà nó cũng không chịu đổi. Danh ma cáo giả thế cơ chứ. Ta chốt đây này. Ta chốt quả cuối cùng đây này. Bây giờ mẹ đổi cái kẹo Big Spoon đấy của mày lấy hai hộp kẹo Hubber Bubber này. Có đổi không? Wow. Thật ra thì con cũng muốn đổi về em bốn mắt từ lâu rồi. Con đồng ý à? Hôn như danh ý. Này. Con cảm ơn mẹ. Là cả anh và em đều có hai loại kẹo để ăn rồi. Thích quá. Yeah. Bây giờ chúng mình sẽ thử so sánh hai loại kẹo này với nhau đi. Yeah. Trước khi chúng ta so sánh hai loại kẹo này, chúng tôi có một thử thách cho các bạn, đó là thử thách 5 giây. Trong vòng 5 giây, tôi đố các bạn kéo thật nhanh xuống và bấm like cho video này thành công nhá. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Em bốn mắt sẽ bóc kẹo Hubber Bubber, còn tớ sẽ bóc thử kẹo Big Spoon. Anh cũng sẽ bóc hộp kẹo màu đỏ, anh đoán đây sẽ là vị dâu. Còn cái này chắc chắn là vị dâu rồi. Ô, không phải. Cái màu đỏ này của anh ở bên đỏ trong này nó có ghi là kẹo dưa hấu cơ. Nhìn cái kẹo này anh liên tưởng đến cái quả bóng Pokemon. Trời ơi, thích vậy. Nhìn hay chưa? Và nhá, anh đọc ở trên bao bì, anh thấy cách mở cái này rất là lạ luôn. Đó là chúng ta sẽ kéo cái này lên này. Hey, uầy, bên trong còn có cả bao ni lông nữa kìa. Này, ôi, xoay. Lạ quá. Mà kẹo này rất dày luôn ý. Uầy. Này, nhưng mà anh nghĩ kẹo này không thể nào dài lắm được bởi vì nó rất là dày. Cái quận của nó này, cái quận của nó hình như là to hơn kẹo Hubber Bubber thì phải. Ừ, quận to hơn nhưng mà cái làm chất dày. Chất sẽ không dài hơn, bằng nhưng không dài bằng nha. Nghĩa là mỗi lần chúng ta chỉ cần ăn một xíu, kéo ra một xíu. Vẫn ngon như ngày nào luôn. Cái Hubber Bubber thì ăn rất là mỏng. Cái kẹo của nó được làm mỏng mỏng này. Mềm, bữa ăn nó rất là mềm luôn. Lúc ăn là sẽ có một lớp phấn phấn này. Nhưng mà lúc nhai ra thì nó rất là mềm, mềm eo luôn. Vị thì thanh ngọt nhẹ. Rất là thích. Mà cả Hubber Bubber có nhiều vị nhỉ? Rất là nhiều vị. 4-5 vị gì đấy. Bây giờ chúng mình sẽ ăn sang kẹo Big Spoon nha. Kẹo Big Spoon là ui to. Trời ơi, chắc hơi khó. Đâu, em thử xem nào. Mùi hấu ăn rất là thơm à. Kẹo Big Spoon này lúc đầu ăn thì nó sẽ cứng cứng một chút, đầu ăn trời rất là cứng. Mình cảm giác nó ăn giống như cái kẹo quả chám, kẹo quả bóng á.
giống như vậy. Lúc nhai cứ quá lạ xạ bên trong ấy nhỉ. Như kiểu là nhai đường vậy. Ừ, đúng rồi, nhai đường ở bên trong ấy, cũng có tiếng lạ xạ hơi chua mà nhai phải đường ngọt ngọt nữa. Cảm giác rất là lạ luôn. Lúc mà nhai mạnh ra một cái không? Nó hay ra cái vị rất là ngọt và chua chua này ngọt. Và mỗi loại kẹo có một vị ngon riêng và một hương vị rất là riêng luôn. Em thích kẹo nào hơn? Em đánh giá hai loại bằng nhau. Anh thích loại nào hơn? Anh thích kẹo Humble Bubble hơn. Bởi vì nó có rất nhiều vị mà mềm hơn. Nó mềm hơn, còn nhai hơi cứng một chút. Hey, video của chúng ta đến đây là hết rồi. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nha. Bye bye, bye.